Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Ngươi để cho vi đạo tràng, mười phương phần bao hào quang sáng ngời, trương bảo tòa thân con anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quy. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tăng không biên pháp giới quá hiện vị lai chư phần tôn pháp hiện thánh tăng thượng trụ tam bảo. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đương lai hạ sanh di lặc tôn Phật. Linh Sơn hỏi thượng Phật Bồ Tát: Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Hương thơm vừa thấm trên đài, sông lên chư Phật trong ngoài đều nghe. Mây lành mỗi chốn đường che, chúng con hướng vọng ngồi xe dân thường. Nam Mô Hương Văn Khai Bồ Tát, thân Phật diệt tội chân ngôn ly bà ly bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni a đế ni ha ra đế tỳ lê nê đế ma ha già đế chân lăng càng đế ta bà ha ly bà ly bà đế Hãy
đề ta bà ha li bà li bà đề cầu ha cầu ha đề đà ra ni đề ni ha ra đề tỳ lệ nê đề ma nhà đề chân năng cần đề ta bà ha li bà li bà đề cầu ha cầu ha đề đà ra ni đề ni ha ra đề tỳ lệ nê đề ma nhà đề chân lân cần đề ta bà ha li bà đề cầu ha đề đà ra ni đề ni ha ra đề tỳ lệ nê đề ma nhà đề chân lân cần đề ta bà ha li bà đề cầu ha đê đà ra ni đê ni ha đà đê tỳ lê nê đê ma nhà đê chân lân cần đê ta ba ha nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kim khó tìm cầu. Con nay nghe biết chuyên trí tụng, nguyện rõ chân pháp đứng đầu. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu hàm thân, tương tô chói sáng tự trang nghiêm. Chúng con thành tâm cung kính lạy. Nam mô Quy Y Kim Cang Thượng Sư. Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. Con nay phá tâm không vì tư cầu phước báo trời người, thinh văn duyên nhắc cho đến các vị Bồ Tát liền thừa phá tâm Bồ Đề, nguyện cùng chúng sinh trong pháp giới một thời đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh Nam mô Quy Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhân Thiết Chư Phật. Nam mô Quy Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp. Nam mô Quy Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhân Thiết Hiện Thánh
Nam mô Như Lai ẩn cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư phận thế tôn. Nam mô Phổ Quang Phật. Nam mô Phổ Minh Phật. Nam mô Phổ Tịnh Phật. Nam mô Đa Ma La Bản Chiên Đàn Hương Phật. Nam mô Chiên Đàn Quang Phật. Nam mô Ma Ni Tràng Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. Nam mô Những Đại Tinh Tấn Phật. Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. Nam mô Huệ Cư Chiếu Phật. Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật. Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Giống Mạnh Phật. Nam mô Đại Bi Quang Phật. Nam mô Từ Lực Vương Phật. Nam mô Từ Tạng Phật. Nam mô Chiên Đàn Khúc Trang Phật. Nam mô Hiền Thiên Thủ Phật. Nam mô Thiện Ý Phật. Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Bất Động Trí Quang Phật. Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. Nam mô Tài Quang Minh Phật. Nam mô Trí Huệ Thắng Phật. Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật. Nam mô Thiện Tịch Nguyện Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Nam mô Huệ Tràng Thất Vương Phật. Nam mô Sư Tử Hậu Tử Tại Lực Vương Phật. Nam mô Diệu Âm Thắng Phật. Nam mô Thường Quang Tràng Phật. Nam mô Quang Thế Đăng Phật. Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật. Nam mô Pháp Thân Vương Phật. Nam mô Tu Di Quang Phật. Nam mô Tu Ma Na Hóa Quang Phật. Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật. Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật. Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. Nam mô Tài Quang Phật. Nam mô Kim Hải Quang
Phật. Nam mô Đại Thông Quang Phật. Nam mô Những Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật. Nam mô Bảo Quang Phật. Nam mô Long Tôn Vương Phật. Nam mô Tịnh Tấn Quân Phật. Nam mô Tịnh Tấn Hỷ Phật. Nam mô Bảo Hoa Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật. Nam mô Hiện Vô Ngô Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Phật. Nam mô Bồ Câu Phật. Nam mô Lì Câu Phật. Nam mô Giọng Thí Phật. Nam mô Thanh Tịnh Phật. Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật. Nam mô A Ta Lợi Na Phật. Nam mô Thủy Thiên Phật. Nam mô Kiền Đức Phật. Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật. Nam mô Vô Lượng Khúc Quang Phật. Nam mô Quang Đức Phật. Nam mô Vô Ưu Đức Phật. Nam mô Na La Diên Phật. Nam mô Công Đức Hoa Phật. Nam mô Liên Hoa.
thân phận. Phật Nam Mô Đức Niệm Phật. Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. Nam Mô Hồng Diễm Đế Tràng Vương Phật. Nam Mô Thiện Du Bồ Công Đức Phật. Nam Mô Đậu Chiến Thắng Phật. Nam Mô Thiện Du Bồ Phật. Nam Mô Châu Trạm Trang Nghiêm Công Đức Phật. Nam Mô Bảo Hoa Du Bồ Phật. Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. Nam Mô Phạm Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Như vậy 89 đức Phật ở khắp thế gian cả đấng Thế Tôn thường trú trong đời này, các ngài sẽ thương nghĩ đến chúng con hoặc đời này hay đời trước của chúng con. Sự sanh tử từ vô thủy đến nay đã tạo căn điều tội lỗi, hoặc tự làm hoặc báo người làm, hoặc thấy làm ác vui theo đối với của chùa tháp của chúng tăng hay của chúng tăng trong bốn phương. Nếu mình lấy hoặc báo người khác lấy, hoặc thấy người trộm lấy tùy hỷ về tội ngũ vô gián, hoặc mình làm hoặc dạy người khác làm, hoặc thấy người làm vui lòng theo mười nghiệp bất thiện, hoặc mình tạo hoặc báo người khác tạo, hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo. Những tội chương đã làm hoặc có che giấu hoặc không che giấu phải đọa vào địa ngục quỷ đói và súc sanh, cũng như các đường ha khác chốn biên địa dòng hạ tiện những kẻ miệng lệ xa. Các chỗ như thế những tội chướng chúng con đã làm hôm nay đều thành tâm cuối xin sám mà hối. Giờ đây các đừng phòng Thế Tôn chừng biết cho chúng con thường nghĩ đến chúng con trước chư Phật Bồ Tát. Chúng con phải bộc bạch như vậy, hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các
việc Bồ Thí Hoằng giữ đường giới thanh tịnh, nhận đến thì một vóc cơm cho các loài chúng sanh. Hoằng tu tịnh hạnh căn lành đã có thành tựu, chúng sanh căn lành đã có, tu hạnh Bồ Đề căn lành đã có, và trí vô thượng căn lành đã có. Tất cả hợp lại so sánh trụ tinh thái đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, như các đấng phận đời quá khứ hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng. Chúng con cũng xin hồi hướng như thế, các tôi đều sám hồi ca phước, xin tùy ý và nhờ công đức thánh phận nguyện thành trí vô thường. Chư Phật trong ba đời rất hơn kháng chúng sanh, biển công đức không lường, con nay thành kính lạy. Mười phương thế giới có công, mà ba đời vạn loại cầu mong đại hùng, mà con nay ba nghiệp viễn dung, lệ khắp tất cả không trung môn lòng, mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông, khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân hiện khắp trần ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Ở trong cõi phận hằng xa, đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh, vô tận pháp giới tinh anh, tin sâu Phật pháp thanh danh xuất trần. Mỗi người tiếng vọng có phần, phát ra thánh thoát tâm thần sáng trưng, tương lai mỗi kiếp tôn xưng, khen ngợi Phật đức các tầng rất sâu. Tràng hoa tươi tốt muôn màu, ai âm nhạc ca vĩnh lòng hầu hướng bay, trang nghiêm thành kính xưa nay, con đem dâng cung đức thầy Như Lai. Hương y có một không hai, đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi, cao như quả núi Tu Di, thành tâm dâng cung các vị Thế Tôn. Con nay mở rộng tâm hồn, tin sâu Phật pháp trường tồn từ lâu, phổ hiền nguyện lực rất sâu, cúng dường cùng khắp nhiệm màu Như xưa. Con tạo các nghiệp sai, đều do ba độc họa tai nối liền, từ thân miệng ý triền miên, giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ. Mười phương các loại đồng
đèn tuệ thắp sáng cầu xin Bồ Đề thành cựu đức tin bắt đầu chúng con kinh thỉnh nguyện cầu chuyến xe diệu pháp đạo màu đã ban. Chư Phật muốn nhập niên bàn, con xin kinh thỉnh vị hàng phàm ngu cứu trụ giáo hóa công phu chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần. Cúng dường lễ tán đa phần, thánh phần trụ thế tâm chân độ đời, tùy hỷ sám hối khắp nơi chúng sanh phần đạo đồng thời. Xin đem công đức nhiệm màu hướng về thượng giới Minh Châu hiền bài, tánh tướng tam bảo tự rày dung thông hai để chờ ngày thành công. Phương đứng như nước biển đông, tân ca hoặc chướng từ nay xin đều tiêu diệt, xin thay phép màu mỗi niệm trí tuệ làm đầu chúng sanh đồ hết không cầu trả ơn. Hư không thế giới có trần nghiệp và phiền não đều quên hư không, bốn pháp như lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Đệ tử kính lại Phật Thích Ca Phật A Di Đà, thầm phượng chư Phật vô lượng Phật pháp cùng thánh hiền tăng đệ tử lâu đời lâu kiếp. Nghiệm chướng nặng nề tham dẫn kiếu căng suy mê lầm lạc, Phật biến sự lỗi lầm mê thành tâm sám hối, thề tránh điều dữ nguyên làm việc lành, ngứa trong ơn Phật từ bi gia hộ thân không tật bệnh tâm không phiền não. Hằng ngày an vui tu tập mà phép phân nhiệm màu, để mau ra khỏi luân hồi minh tâm kiên tánh trí huệ sáng xuống ấy thần thông tự tài, đặng cứu độ các bậc tôn trưởng cha mẹ quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nên
tử vốn tạo các vọng niệm ma đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng y phát sinh ra, đệ tử thấy đều xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Ma ha ba nhã ba la mật đa tâm kinh thuở đức Quang Tự Tại Bồ Tát tu hành đà tiến sâu đến chỗ trí tuệ bên kia bờ, ngài soi thấy năm uẩn đều không nên đổ có được tăng ca cô anh. Này thu tử cái có sẵn tướng, nó chẳng khác với cái không, cái không tương cũng chẳng khác với cái sẵn, mà sẵn tướng là không, không tướng là sẵn, với thủ tướng hành và tức này nghĩa cũng là như thế. Này xa lời Phật, cái không tương của các pháp này, nó chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt, thế nên trong chẳng không nó không có sẵn thù tướng hành và thân tánh, chân không nó không có sáu căn. Nhậm vào sau trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý, và sau trần nhậm với sau căn là sắc thân hương vị xung pháp, trong tánh chân không nó không có nhãn giới, nhận đến không ý thức giới. Tánh chân không nó chẳng có cái vô minh, cũng không luồng cái vô minh đã hên nhận đến nó, chẳng có cái lão tử, cũng không luồng cái lão tử đã hết. Trong tánh chân không nó không có khổ tầm diệm đạo, tánh chân không nó không cần tri, cũng chẳng cần đăng gì, bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát, gọi đủ là Bồ Đề Tăng, đóa nương nơi trí bát nhã để xét soi, mới đã qua bên ngàn gian kia, vì nương bát nhã để quang chiếu nên tâm không quay ngài. Bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ, xa lìa các điều điên đạo mộng thường rộng rao, qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là vì y nơi pháp bát nhã ba la mật đà đây nên biết rằng. Kinh bát nhã ba la mật đa đây thân là bài chú đại thần, bài chú đại minh, bài chú vô thượng, và thân là bài chú vô đẳng đẳng, vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chẳng hằng không dối.
nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa đây liền nói chú rằng yên đế yên đế ba la yên đế ba la la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế lành hồi hướng mau giang ngộ văn thù phổ hiền quán âm đồ càng vị bồ tát nhiều vô số đại trí bờ kia chư thiên hồn nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não nguyện đặng trí tuệ thường tương hảo bao tội chương được sám trừ kiếm kiếp thường theo ngôi tam bảo phục nguyện ấy chư Phật chứng minh vạn linh gia hộ hiện tiền đệ tử chúng con tề tựu trước Phật đài thành tâm lễ sám hối hồng danh để tiêu trừ các tội lỗi hoặc tiền kiếp oan trái hoặc nhiều kiếp oán thân hoặc phạm giới cấm các điều sát hại những mạng chúng sanh thân ba nghiệp tội miệng bốn nghiệp ác và ý ba nghiệp xấu lầm tạo điều quay gây các tội lỗi ngưỡng mong oai thần chư Phật từ lực Bồ Tát Minh Huân gia hộ chúng con tội chướng tiêu trừ căn lành thêm lớn tiếng tu đạo nghiệp phước huệ trang nghiêm khắp nguyện âm siêu dường thái pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo Nam Mô Đệ Tử Cầu Sám Hối Bồ Tát Tử nguyện đêm công đức
thường trú tam bảo. Chia tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Linh Sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Hương thơm vừa thấm trên đài, xông lên chư Phật trong ngoài đều nghe. Mây lành mỗi chốn đường che, chúng con ngưỡng vọng ngồi xe những thường. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, thân Phật diệt tội chân ngôn ly bà ly bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê nê đế ma ha già đế chân lăng cần đế ta ba ha ly bà ly bà đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê nê đế ma ha già đế chân lăng càng đế ta bà ha li bà li bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê nê đế ma ha già đế chân lăng càng đế ta bà ha li bà li bà đê cầu ha cầu ha đê đà ra ni đê ni ha ra đê tỳ lê nê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà ha li ba li bà đê cầu ha đê đà ra ni đê ni ha ra đê tỳ lê nê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà đề cầu ha đề đà ra ni đề.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kim khó tìm cầu. Con nay nghe biết chuyên trí tụng, nguyện rõ chân như pháp đứng đầu. Nam mô Nam mô Đa Ma La Bản Chi.
đàng hương phần. Nam mô chiên đàng quang phần. Nam mô ma ni tràng phần. Nam mô hoan hỷ tạng ma ni bảo tích Phật. Nam mô những Nam mô ma ni tràng đăng quang phần. Nam mô huệ cư chiếu Phật. Nam mô hải đức quang minh Phật. Nam mô kim cang lao cường phổ tán kim quang Phật. Nam mô đại cường tinh tấn giống mạnh Phật. Nam mô đại bi quang Phật. Nam mô từ lực vương Phật. Nam mô từ tạng Phật. Nam mô chiên đàn khúc trang nghiêm thắng Phật. Nam mô hiền thiên thủ Phật. Nam mô thiện ý Phật. Nam mô quảng trang nghiêm vương Phật. Nam mô kim hoa quang Phật. Nam mô bảo Nam mô hư không bảo hoa quang Phật. Nam mô lưu ly trang nghiêm vương Phật. Nam mô phổ hiện sắc thân quang Phật. Nam mô bất động trí quang Phật.
Nam mô hàng phục chúng ma vương Phật. Nam mô tài quang minh Phật. Nam mô trí huệ thắng Phật. Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật. Nam mô Thiện Tịch Nguyện Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. Nam mô Sư Tử Hậu Tử Tại Lực Vương Phật. Nam mô Diệu Phật. Nam mô Thường Quang Tràng Phật. Nam mô Quang Thế Đăng Phật. Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật. Nam mô Pháp Thân Vương Phật. Nam mô Tu Di Quang Phật. Nam mô Tu Ma Na Hóa Quang Phật. Nam mô Ưu Đàm Bát La Hòa Thù Thắng Vương Phật. Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật. Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. Nam mô Tài Quang Phật. Nam mô Kim Hải Quang Phật. Nam mô Sơn Hải Huệ
Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật. Nam mô Bảo Quang Phật. Nam mô Long Tôn Vương Phật. Nam mô Tịnh Tấn Quân Phật. Nam mô Tịnh Tấn Hỷ Phật. Nam mô Bảo Hoa Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật. Nam mô Hiện Vô Ngô Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Phật. Nam mô Bồ Câu Phật. Nam mô Lì Câu Phật. Nam mô Giọng Thí Phật. Nam mô Thanh Tịnh Phật. Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật. Nam mô A Ta Lợi Na Phật. Nam mô Thủy Thiên Phật. Nam mô Kiền Đức Phật. Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật. Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. Nam mô Quang Đức Phật. Nam mô Vô Ưu Đức Phật. Nam mô Na La Diên Phật. Nam mô Công Đức Hoa Phật. Nam mô Liên Hoa Quang Vô Hỷ Thần Thông Phật. Nam mô Tài Công Phật. Nam mô Đức Niệm
Phật. Nam mô thiện danh xưng công đức Phật. Nam mô hồng diệm đế tràng vương Phật. Nam mô thiện du bộ công đức Phật. Nam mô đầu Nam mô thiện du bộ Phật. Nam mô châu trạm trang nghiêm công đức Phật. Nam mô bảo hoa du bộ Phật. Nam mô bảo liên hoa thiện trụ ta la thọ vương Phật. Nam mô Phạm Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Như vậy 89 đức Phật đời này hay đời trước của chúng con, sự sanh tử từ vô thủy đến nay đã tạo căn điều tội lỗi, hoặc tự làm hoặc báo người làm hoặc thấy làm ác vui theo đối với của chùa tháp của chúng tăng hay của chúng tăng trong bốn phương. Nếu mình lấy hoặc báo người khác lấy hoặc thấy người trộm lấy, tùy hỷ về tội ngũ vô gián, hoặc mình làm hoặc dạy người khác làm hoặc thấy người làm vui lòng theo mười nghiệp bất thiện, hoặc mình tạo hoặc báo người khác tạo, hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo. Những tội chướng đã làm hoặc có che giấu hoặc không che giấu phải đọa vào địa ngục quỷ đói và súc sanh, cũng như các đường ha khác chốn biên địa dòng hạ tiện những kẻ miệng lệ xa. Càng chỗ như thế những tội chướng chúng con đã làm hôm nay đều thành tâm cuối xin sám mà hối. Giờ đây chúng con phải bộc bạch như vậy, hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí hoàng giữ đường giới thanh tình, nhận đến thì một vóc cơm cho các loài súng sanh,
hoặc tu tịnh hạnh căn lành đã có thành tựu, chúng sanh căn lành đã có, tu hạnh bồ đề căn lành đã có, và trí vô thượng căn lành đã có. Tất cả hợp lại so sánh trụ tinh thai đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, như các đấng phận đời quá khứ hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng. Chúng con cũng xin hồi hướng như thế, các tội đều sám hồi, ca phước xin tùy hỷ, và nhờ công đức thanh phận nguyện thành trí vô thường. Chư Phật trong ba đời rất hơn kháng, chúng sanh biển công đức không lường, con nay thành kính mười phương thế giới có công, mà ba đời vạn loài cầu mong đại hùng, mà con nay ba nghiệp viễn dung, mà lệ khắp tất cả không trung môn lòng, mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông, khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai chẳng ai mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Ở trong cõi phận hằng xa, đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh, vô tận pháp giới tinh anh, tin sâu Phật trần. Mỗi người tiếng vọng có phần, phát ra thánh thoát tâm thần sáng trưng, tương lai mỗi kiếp tôn xưng, khen ngợi Phật đức các tình rất sâu. Tràng hoa tươi tốt muôn hoài, âm nhạc ca vĩnh lòng hầu hướng bay, trang nghiêm thành kính xưa nay, con đem dâng cung đức thầy Như Lai. Thương y có một không hai, đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi, cao như quả núi Tu Di, thành tâm dâng cung các vị Thế Tôn. Con nay mở rộng tâm hồn, tin sâu Phật pháp trường tồn từ lâu, phổ hiền nguyện lực rất sâu, cúng dường cùng khắp nhiệm màu Như xưa. Con tạo các nghiệp sai, đều do ba độc hòa tai nối liền, từ thân miệng ý triền miên, giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ. Mười phương các loại đồng cư, đèn tuệ thắp sáng cầu xin, bồ đề thành tựu đứng tin bắt đầu, chúng con kinh thần
cầu. Chuyến xe diệu pháp đạo màu đã ban. Chư Phật muốn nhập niết bàn, con xin kinh thỉnh vị hàng phàm ngu cứu trụ giáo hóa công phu. Chúng sanh lợi lạc đường cung dường lễ tán đa phần, thánh phần trụ thế tâm chân độ đời. Tùy hỷ sám hối khắp nơi, chúng sanh phần đạo đồng thời in sâu. Xin đem công đức nhiệm màu, tăng ca hoặc chướng từ nay xin đều tiêu diệt. Xin thay phép màu mỗi niệm trí tuệ làm đầu, chúng sanh đồ hết không cầu trả ơn. Hư không thế giới có trần nghiệp và phiền não đều quên hư không. Bốn pháp như lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát anh, cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Đệ tử kính lại Phật Thích Ca Phật A Di Đà, thầm phượng chư Phật vô lượng Phật pháp, cùng thánh hiền tăng đệ tử lâu đời lâu kiếp. Nghiệm chướng nặng nề tham dẫn kiêu căng, suy mê lầm lạc sám hối em. Thề tránh điều giữ nguyên làm việc lành, ngứa trong ơn Phật từ bi gia hộ. Ngắn không tật bệnh tâm không phiền não em. Hằng ngày an vui tu tập phép phân nhiệm màu, tự tài đặng cứu độ các bậc tôn trưởng, cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc, cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Đệ tử sinh ra
cầu sám hối Bồ Tát. Thế Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát. Thế Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát. 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 Ma Ha Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thuở Đức Quán Tự Tại Bồ Tát tu hành đã tiến sâu đến chỗ trí tuệ bên kia bờ, Ngài soi thấy năm uẩn đều không nên đo được tăng ca khổ anh. Này thu tử, cái có sẵn tướng nó chẳng khác với cái không, cái không tương cũng chẳng khác với cái sẵn. Mà sẵn tướng là không, không tướng là sẵn. Với thu tướng hành và tướng này nghĩa cũng là như thế. Này Xa Lợi Phật, cái không tương của các pháp này nó chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bớt. Thế nên trong chẳng không nó không có sẵn thù tướng hành và thân tánh. Chân không nó không có sáu căn. Nhậm vào sau trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý, và sau trần nhậm với sau căn là sắc thân hương vị xung pháp. Trong tánh chân không nó không có nhãn giới, nhận đến không ý thức giới. Tánh chân không nó chẳng có cái vô minh, cũng không luồng cái vô minh đã hên nhận đến. Nó chẳng có cái lão tử, cũng không luồng cái lão tử đã hết. Trong tánh chân không nó không có khổ tầm diệm đạo. Tánh chân không nó không cần tri, cũng chẳng cần đăng gì. Bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát, gọi đủ là Bồ Đề Tăng. Đóa nương nơi trí Bát Nhã để xét soi mới đã qua bên ngàn gian kia. Vì nương Bát Nhã để quang chiếu nên tâm không quay ngài. Bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ, xa lìa các điều điên đạo mộng tưởng rỗng ráo. Qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là vì y nơi pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa đây nên biết rằng. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đây thân là bài chú đại thần, bài chú đại minh, bài chú vô thượng, và thân là bài chú vô đẳng đẳng. Vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chẳng hằng không dối, nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa đây liền nói chú rằng: Yên đế, Yên đế Ba La, Ba La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tăng, Bà Ha Yết Đế, Yết Đế Ba La, Yết Đế Ba La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tăng, Bà Ha. Y
duyên lành hồi hướng mau giang hồ văn thù phổ hiền quán âm đồ càng vị bồ tát nhiều vô số đại trí bờ kia chư thiên hồn nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não nguyện đặng trí tuệ thường tương hảo nguyện bao tội chướng được sám trừ kiếm kiếp thường theo ngôi tam bảo phục nguyện ấy chư Phật chứng minh vạn linh gia hộ hiện tiền đệ tử chúng con tề tự trước Phật đài thành tâm lễ sám hối hồng danh để tiêu trừ các tội lỗi hoặc tiền khiên oan trái hoặc nhiều kiếp oán thân hoặc phạm giới cấm các điều sát hại những mạng chúng sanh thân ba nghiệp tội miệng bốn nghiệp ác và ý ba nghiệp xấu lầm tạo điều quay gây các tội lỗi ngưỡng mong oai thần chư Phật từ lực Bồ Tát Minh Huân gia hộ chúng con tội chướng tiêu trừ căn lành thêm lớn tiếng tu đạo nghiệp phước huệ trang nghiêm khắp nguyện âm siêu dường thái pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng thành Phật ấy đạo Nam Mô Đề Tử cầu sám ma hối bồ tát tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thế theo đạo ca phát lòng tự quy pháp mà xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí huệ như biển tự quy tăng xin nguyện chúng sanh thông lý đại chúng nên thái không ngại nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả